Rồi hello, xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay Toàn sẽ chia sẻ cho anh em mình một xíu kinh nghiệm về đất trồng cây bonsai nhé. Thì Bình Định cũng đang dịch anh em à. Thì mình cũng không có vận chuyển và giao cây được nhiều. Thời gian rảnh bây giờ mình tập trung hướng dẫn cho anh em mình nên trồng cái loại đất nào thì nó thích hợp và phù hợp cho cây bonsai nhé. Nó vừa rẻ tiền mà vừa lại tối ưu hóa cho mình trồng một cây bonsai rất là ok nha. Thì ở đây Toàn có chuẩn bị ba cái loại đất này. Thứ nhất là đất trồng Akama của đất Nhật nè anh em ha. Đây là đất Nhật Akama này. Đây là cát cát Toàn lấy ở núi nha. Nó cát bồi từ những cái con sông ở trên núi nó chảy về, nó tụ hợp lại ngay chỗ những cái rãnh sông anh em ha. Thì Toàn hốt cái này về này. Đó, cát sông, gọi là cát sông, cát xây dựng anh em. Nhưng mà không phải là Toàn lấy từ những chỗ công trình xây dựng mà Toàn lấy trực tiếp, Toàn đi núi Toàn lấy về luôn. Đó, nó bồi từ sông này, Toàn lấy về Toàn hốt bao nhỏ đó. Còn đây là giá thể hữu cơ này. Giá thể hữu cơ thì những dạng này thì anh em mình ở thành phố ấy, là ít đất trồng thì thường hay phát hiện những dạng này. Thì nó bán một bao như thế, giá thể hữu cơ này khoảng 35.000 anh em. Đó. Bán một bao như 35.000 là đối với giá thể hữu cơ này. Còn cái này là mình cát xây dựng cát sông là mình tự hốt này. Còn cái đất Nhật này hiện tại ở trên thị trường người ta bán là một bao là khoảng 13-14 lít anh em, là tầm gần 10 kg. Đó, một bao nó như thế này nè anh em. Đó, cái bao như vậy đó anh em thấy không, bao đất Nhật đó. Đó, Akama, đất Nhật Akama đó. Thì một bao như vậy là 380 bao ship anh em. Đó, thì Toàn giới thiệu cho anh em mình về ba khẩu phần đất như thế này. Anh em mình có thể trộn kết hợp giữa ba thằng này đó, cũng được để tiết kiệm chi phí này. Thì chúng ta trộn ba thằng này lại tỷ lệ đều 1:1:1 hết đó, để tiết kiệm chi phí, là có nghĩa là tiết kiệm cái thằng đất Nhật ấy. Tại đất Nhật này chúng ta mua rất là đắt, chúng ta trộn ba thằng này chúng ta trồng cũng được nha. Tiếp tục cái thứ nếu mà chúng ta trồng 100% thằng đất Nhật này á thì coi nó sẽ rất là tốt nha anh em ha, tại vì nó giữ ẩm tốt. Còn trồng cát này thì nó thoát nước rất là nhanh, cho nên là khi chúng ta để ra nắng thì nó dễ khô. Đó, thì để tiết kiệm chi phí thì chúng ta trộn hai thằng này lại cũng được, hoặc là chúng ta trộn ba thằng này lại cũng được anh em ha. Vừa có dinh dưỡng này đó, vừa thoát nước tốt này, vừa giữ ẩm tốt này đó, thì ba thằng này là một sự kết hợp rất là ok. Thì chúng ta sử dụng tỷ lệ như thế này thì trồng một cái chậu bonsai chúng ta tiết kiệm chi phí về đất Nhật này rất là nhiều. Mua một cái bị đất Nhật Akama 14 lít nha anh em ha. Thì 14 lít thì chúng ta trồng chắc cũng phải 100-200 chậu cây mini anh em à, nếu chúng ta biết kết hợp giữa ba loại như thế này để tiết kiệm cái thằng đất Nhật này đi đó. Tại còn trồng 100% thằng đất Nhật thì mình chắc chắn một điều thì nó sẽ tốt hơn so với tất cả các loại khác đó. Thì chứng minh như thế nào tí thì mình sẽ quay từng cây cho anh em mình xem cái chứng minh của nó nha. Thì đây Toàn sẽ chứng minh cho anh em xem luôn. Thì nếu mà nói về chứng minh thì chứng minh từng cây, nhưng mà nếu mà thực sự anh em chơi bonsai á, mình search hết trên những kênh YouTube hay là search trên Facebook hay search những cái kênh nào hiện tại TikTok hay gì đều người ta đều quay, người ta nói về cái chất lượng của thằng Akama này rất là tốt anh em ha. Đó, mà để tiết kiệm chi phí thì chúng ta trộn ba thằng này lại với nhau cũng chả có gì cả. Mua một bao giá thể hữu cơ 35.000, hình như là một bao bố rất là to, một bao gần 25 kg nha anh em ha. Đó, chúng ta trộn cát này, cát xây dựng đó. Cát xây dựng này anh em nào ở thành phố không có dạng cát ấy mà chúng ta mua cát xây dựng thì chúng ta về rửa nước lại nha anh em ha. Rửa nước, sàn nước lại để cho nó lỡ như người ta hốt gần biển anh em ha, nó mất hết đi cái độ mạnh. Còn đây là Toàn hốt từ những cái rãnh sông ở trên núi về nha anh em ha. Cho nên là Toàn không cần phải rửa. Và đây là đất Akama. Đây, một cái chứng thực cho Toàn cho anh em mình xem giữa ba loại đất trồng Toàn trồng khác nhau nha. Thằng thứ nhất là thằng đất 100% Akama này. Đó, anh em mình nhìn cái 100% đất trồng Akama là Toàn trồng với cây sâm hương mini này, siêu mini này, đó, Toàn quấn rễ như thế này. Thì cây này Toàn trồng mới được 5 ngày. Thì lúc Toàn trồng Toàn giữ luôn cả cái lá, Toàn không có cắt lá nha anh em ha. Thì anh em thấy không? Thứ nhất là lá không rụng. Lá nó không rụng. Thứ hai là anh em mình nhìn này. Nhìn cái quanh đường chậu này anh em mình thấy không? Cái những cái hạt nước li ti nó nổi lên này. Thì chứng tỏ rằng nó giữ nước rất là tốt nha anh em ha. Cái độ ẩm của nó cực kỳ cao luôn. Anh em mình nhìn những cái hạt đất nung Akama này, lúc nào nó cũng có những cái nước bóng trên cái hạt đất này nha anh em ha. Đó, lúc nào nó cũng ẩm hết đó anh em à, nó thoát nước cực kỳ nhanh luôn. Mình tưới nước một cát là nó chảy cái ào hết xuống những cái phần rãnh lỗ phía dưới này, nó chảy hết ra ngoài luôn. Đó, nó chảy hết ra ngoài luôn. Và nhưng mà nó vẫn ẩm cái hạt hạt hạt
hạt đất này, hạt đất nó lúc nào nó cũng ẩm ẩm nước anh em thấy không? Đó, ẩm li ti nước, li ti xung quanh này, đó, giữ ẩm cực kỳ cao luôn anh em. Đó, chúng ta phơi nắng thì nó vẫn giữ được cái độ ẩm nước, nó chỉ khô những cái mặt trên thôi anh em, khô cái mặt trên thôi, còn phần dưới lúc nào cũng ẩm. Đó là một tầng cái này tầng trong 100% đất Nhật Akama này anh em. Đó, anh em mình nhìn đọt nó phúng phúng rồi rất là đẹp không? Đó, đó phúng là rất là đẹp. Về đây toàn là quấn rễ quấn đế nè. Sam hương siêu mini như thế này. Đó, anh em nào muốn mua sam hương thì cứ inbox toàn nha. Sam hương siêu mini thì toàn nhiều lắm. Đây, những dạng bò như thế này. Đó, anh em mình về trồng. Còn anh em muốn mua đất thì cứ inbox toàn, toàn vẫn bán đất Nhật nha anh em ha. Đó. Hoặc là anh em mình thích thì toàn trộn luôn cho anh em mình toàn bỏ bịch jeep toàn bán cho anh em mình luôn. Trộn theo kiểu là tỷ lệ 1:1 anh em. Đó là đất Akama này, cát sông này, rồi giá thể hữu cơ này, đó là đủ dinh dưỡng cho anh em mình luôn. Làm thằng này nó là thoát nước cực kỳ nhanh này, đó thằng này thì nó thoát nước nhanh và giữ được cái ẩm này, đó trong thằng này thành phần dinh dưỡng đất Akama rất là tốt này, rất là nhiều cái chất dinh dưỡng trong này, đó thoáng khí tốt này, và thằng này thì vừa giữ ẩm mà trong giá thể hữu cơ thì anh em biết rồi, giá thể hữu cơ là nó xoay muỗng, nó xây muỗng nhuyễn từ những cái dụ như là rong bèo rêu vân vân đó, rồi nó lái đi những cái tạp chất trong cái giá thể hữu cơ này đi, và nó lại nó giữ lại những thành phần tốt trong giá thể hữu cơ này đó. Thì chúng ta dùng ba thằng này là vừa đủ cái tiêu chí cho chúng ta là giữ ấm tốt này, thoát nước tốt này, và bổ sung dinh dưỡng tốt nha anh em ha. Ta dùng như thế này đó. Còn về tiếp tục cái toàn nói cái đất thứ hai mà toàn trồng 100% cát này anh em, khi mà chúng ta trồng 100% cát thì bắt buộc chúng ta phải tưới nước liên tục và bổ sung dinh dưỡng liên tục nha anh em ha. Chúng ta phải dinh dưỡng thì chúng ta hòa, ví dụ như phân hữu cơ anh em, phân trùng quế ấy, một hạt hai hạt chúng ta hòa vào nước rồi ta tưới, thì cứ 5-6 ngày chúng ta tưới một lần đó. Tại cây mini bonsai thì chúng ta phải vậy. Và thứ hai nữa, chúng ta trồng cát 100% thì bắt buộc chúng ta phải có một cái dĩa nước dưới đây, hay là một cái phần gì đất gì đó chúng ta kê như vậy này anh em, để rễ xuống phía dưới nó ăn dinh dưỡng dưới này, chứ không thì nó khô nước một cái, chúng ta đi công tác hay chúng ta đi đâu nó khô nước một cái, nó không có dinh dưỡng thì lá nó sẽ khô liền. Tại cát nó thoát nước rất là nhanh anh em, thoát nước cực kỳ nhanh luôn, mà nắng nóng nó khô một cái là nó sẽ bị khô rễ non, nó chết rễ non liền đó. Nó không phải như thằng đất Nhật Akama, cho nên là anh em nào có tiền thì trồng 100% đất Nhật Akama, anh em nào không có tiền thì trộn với tỷ lệ như thế này để mình cho chúng ta vẫn mua Akama này, đó, vẫn mua cát này, vẫn mua này, nhưng mà chúng ta tiết kiệm được chi phí một phần nào đó. Đó, tại vì chúng ta trộn ba thằng lại với nhau, chúng ta trồng được cả 100 chậu chứ không ít đâu anh nha anh em ha. Một bao Akama rất là nhiều nha, một bao 14 lít gần 10 kg nha anh em ha, không phải đâu. Và trồng cả bonsai thì một cái chậu rất là nhỏ xíu xíu thôi, nó đâu có nhiều đâu, chúng ta hốt một nắm tay là chúng ta là đủ trồng rồi, một nắm tay nha anh em ha, một nắm tay trộn đều lên là đủ trồng rồi. Như cái chậu đất Akama này toàn hốt được khoảng 3 nắm tay này, 3 nắm tay nha anh em ha. Ở dưới chậu là 2 nắm, ở trên này toàn làm 1 nắm rưỡi nữa này đó, không bao nhiêu hết cả anh em. Còn đây cát không nè, cát không thì nó cũng nguy hiểm nha anh em ha, kiểm soát tốt nha, kiểm soát tốt. Thứ hai nữa là khi chúng ta trồng cát thì lúc toàn mới trồng sang chậu ha, anh em mình phải ủ nó, không ủ nó là nó sẽ bị rụng lá anh em, tại mình động rễ. Nó không phải như thằng Akama, thằng Akama thì nó không bị động rễ nha anh em, tức là nó vẫn động rễ. Thằng Akama thì mình sang chậu ra mình tuốt hết đất ra nó động rễ, nhưng mà đổ nó đất vào nó lại giữ ấm tốt và nó tạo rễ mới rất là nhanh. Còn thằng này nó tạo rễ rất là lâu, phải giữ ấm, nó không giữ ấm nó là nó khô rễ, nó không tạo rễ, nó lâu tạo rễ lắm đó. Cách giữ ấm của nó thì toàn hay giữ ấm nó bằng cách này nè. Một là chúng ta chuẩn bị bong bóng, chuẩn bị bong bóng như thế này nè anh em, đó chuẩn bị bong bóng như vậy. Hai là chúng ta trồng bằng cách này, là toàn lấy một cái hũ thủy tinh gì toàn chùm nó lại, chùm kín nó lại phía dưới như này anh em à. Đó, nó không bị hở hơi thì nó mới hồi lá lại, còn không thì nó dễ bị rụng lá lắm anh em. Đó là đối với trồng đất cát, tại nó thoát nước quá nhanh và nó nhanh khô. Đó. Chỉ còn nắng nóng một xíu là với cái khí hậu miền Trung là nó dễ bị thoát nước và nhanh lắm. Còn đây là toàn trồng với giá thể là trộn lẫn này. Đó, là Akama này, cát xây dựng này, hạt lớn này, và cái thằng này. Đó, và giá thể hữu cơ. Thì anh em mình thấy này, nó phúng đọt rất tốt. Đó, anh em thấy không? Phúng đọt đều và thân đi rất là tốt này, dày tàn đó, anh em thấy không? Rất là đẹp, rất là duyên và giữ ẩm rất là tốt ha, nó giữ ẩm này. Đó, anh em mình nhìn cây này, rất là đẹp không? Nó phúng đọt non rồi, rất ok thấy không?
Trồng đất Akama 100% thì thành đất Akama thì cái sự phát triển của đất Akama nó chậm hơn so với chúng ta trộn giá thể như là ba cái này nha anh em ha. Nhưng mà cái tỷ lệ sống của đối với cái cây trồng đất Akama không thì nó sẽ sống rất là ok, sống rất là ok. Đối với những cái phôi chúng ta trồng những cái phôi to ấy, phôi to mà nó đã thành phẩm rồi anh em, mình lấy cái hàng thành phẩm mình trồng 100% đất Akama thì nó sẽ rất là tốt nha anh em. Và còn đây toàn trộn ba giá thể này, còn anh em tiết kiệm chi phí cứ trộn ba giá thể giống như toàn đây vẫn rất là tốt nha anh em ha. Chúng ta tiết kiệm, chúng ta mua một cái bao Akama chúng ta tiết kiệm rất là nhiều, chúng ta trộn ba giá thể với nhau rất là đẹp. Cách trồng đơn giản vậy thôi, như trộn giống như toàn nha anh em ha. Đó. Thì trộn thì chúng ta cứ sử dụng một cái chậu như thế này đó, đây là các sông này, các sông này anh em đó, các sông này, các sông nó cũng giữ ẩm tốt lắm, các sông đó. Sau đó chúng ta trộn thêm cái đất Nhật Akama vào đó, trộn 3 tỷ lệ nó vào như này rồi chúng ta trồng thôi. Trồng thì cũng đơn giản lắm anh em, mình trồng theo kiểu như toàn này. Muốn nâng đế thì anh em mình cắt một cái chai nhựa, cắt làm hai đó, ta thả nó xuống như thế này rồi chúng ta đổ nó lên thôi. Tầm khoảng 10 ngày sau, ngày 15 ngày sau là nó đi rễ xuống, nó phúng đọt đẹp lắm anh em đó. Sau này nó mạnh khỏe rồi chúng ta dỡ cái bầu này lên, chúng ta ghép đá hay là ghép gì đó tiền anh em mình đó nha ha. Ok, đó là một vài kinh nghiệm Toàn chia sẻ cho anh em mình vậy thôi. Thì anh em nào cảm thấy hay thì cứ cho Toàn một lượt đăng ký, một chia sẻ. Còn anh em nào không thấy hay hoặc là anh em mình có những cái cách nào hiệu quả hơn thì anh em mình inbox lại cho Toàn nha. Thì anh em mình chơi cảnh, cây cảnh thì chúng ta phải học hỏi lẫn nhau thôi, chứ không có cái gì mà phải 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 ấy cả nha anh em ha. Chúng ta càng bình tĩnh, chúng ta càng vui vẻ thì chúng ta mới càng chơi cây cảnh được. Đó. Ok, xin chào cả nhà mình nha. Thì anh em mình có muốn giao lưu về những dạng cây cảnh siêu mini gì đó thì cứ liên bóc Toàn nha. Về sâm hương này, về hồng ngọc mai này, về sâm trái này, đó, về sơn liễu này. Đó. Anh em mình thích dòng nào cứ inbox với Toàn. Toàn sẽ bao công chăm sóc này, rồi bao đổi trả cho anh em mình, rồi hướng dẫn cho anh em mình có những cái cây chúng ta trồng rất là đẹp và duyên. Về đất trồng thì anh em mình muốn mua thì vẫn Toàn vẫn giao lưu nhé. Ok, xin chào tạm biệt cả nhà mình. Chúc cả nhà mình một ngày mới vui vẻ và chúc cho toàn thể anh em Việt Nam mình có thể nhanh sớm vượt qua cái đại dịch Covid-19 này nha anh em ha. Rồi, xin chào tạm biệt cả nhà mình nha.